Bắc Bộ đêm qua nhiều nơi có mưa lớn, có những điểm mưa to trên 100mm. Tại Lai Châu, Hà Giang và Hòa Bình, lượng mưa đo được trong 8 tiếng đêm qua từ 108 tới 130mm. Dự báo từ nay đến hết đêm mai tiếp tục là giai đoạn mưa lớn ở Bắc Bộ. Trời mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 60 đến 130mm, thậm chí có nơi trên 200mm. Nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ ở vùng núi, đồng thời đề phòng sấm sét gió giật mạnh trong cơn rông.